Một máy hai nhà ha. Thì tủ này nó có cái công tắc áp suất với hai cái van ha. Thì cái sơ đồ đấu này, hai cái van đi nhá, van này, hai cái van này, đường ống nước lên này, đi qua cái con này, con công tắc áp suất này, xong nó mới tới hai cái van. Con công tắc này á, rồi để khi mà cái trường hợp mà van hư nó mở không được á, thì cái con áp suất ngay cái đường ống này nó áp suất nó cao thì tự động nó ngắt ha. Ngắt có cái đi với cái đồng hồ nước như vậy nữa nè, cái bộ của nó như vậy đó ha. Thì mình gửi như vậy về sơ đồ đấu, hai cái phao thì kéo về ha. Thì kéo về đường đấu đây đó, hai cái van đấu, nhớ là cái chiều của van nhé, chiều của van các bác đấu như vậy này. Đấy thì cái trên cái tủ này cái cách vận hành nè, ví dụ chuyển về chế độ tự động mà cái tờ giấy hướng dẫn này, chạy tự động này, chuyển ba cái công tắc về tới đây nhá. Ví dụ nước nhà một cạn là phao đóng là van này, mở bơm này ha, chạy đây cái trường hợp là cái công tắc áp suất này nó cao này, nó đưa tín hiệu về ngắt và nó báo cái chớp cái đèn này, ngắt bơm ra và nó chớp cái đèn báo lỗi này. Đấy. Đấy, mình reset thì mình phải tắt nó đi rồi mình bật lại nó mới cho nó chạy lại. Đấy. Đang chạy cái công tắc áp suất này đóng nè, đấy, thì nó ngắt bơm ra nó báo lỗi đấy, đấy như vậy thôi. Bơm đi. Van chứ còn bật bơm lên. Đấy, nhờ đầu cái chiều của van nó có cái chiều mũi tên đâu đúng là được. Đúng đúng theo cái sơ đồ này là được. Đấy, sơ đồ này. Như vậy là được. Còn cái công tắc áp suất này căn theo cái đồng hồ nhé, căn theo cái đồng hồ nước này là căn.